chào quý vị khán giả cùng đến với chương trình Ước mơ của em. Và một tâm sự nho nhỏ đến từ cô bé tên là Huyền Linh. Bạn ấy nói rằng là bạn ấy rất mong muốn chị Mai Phương cùng với lại các cô chú hiệp sĩ sẽ giúp đỡ cho bạn ấy may một chiếc váy tặng cho mẹ. Và một điều rất là tâm lý của người bạn nhỏ này đó là Huyền Linh còn chia sẻ là mẹ bạn ấy rất là bận rộn, cho nên là không có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân. Và Huyền Linh mong muốn rằng là chiếc váy mà mình may tặng mẹ sẽ là một chiếc váy thật là đẹp. Một cô con gái nhỏ biết quan tâm, biết chia sẻ, biết nghĩ tới mẹ thì đây là một điều rất là dễ thương đúng không nào? Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy nhanh nhanh giúp đỡ cho Huyền Linh đi nè. Dạ con là hiệp sĩ Thiên Vương của chương trình Ước mơ của em. Chào con. Con nói cho chú biết là ước mơ con là gì nè? Ước mơ của con là muốn may một chiếc đầm để tặng mẹ. May một chiếc đầm để tặng mẹ? Thế mẹ có biết không? Dạ không. Không biết? Dạ. Cho chú hỏi là con là trước giờ đã biết may chưa? Dạ chưa. Chưa biết may? Con có biết số đo của mẹ không? Dạ con chỉ có cái váy mẹ thích mà. Con có? Dạ. Thế thì giờ con đem ra thử xem. Ồ, đây là một cái đầm của mẹ đúng không? Dạ. Con thấy cái đầm này nó khó không? Dạ khó. Chú có ý kiến nha. Dạ. Thì cái kiểu này là giống như là kiểu của học sinh. Có một người lớn trong nhà. Bà ngoại. Đúng rồi, bà ngoại. Bà ngoại ơi, bé Linh á là có một cái ước mơ là muốn tặng một cái váy cho mẹ. Dạ. Cho con hỏi là bà ngoại là mẹ của bé Linh thường hay mặc đồ như thế nào, bà ngoại có để ý không? Mẹ của bé Linh thì là cô giáo đi dạy học, cho nên thường hay mặc áo dài. Cho nên là mặc áo dài mãi chán nên nó muốn đi chơi, nó muốn mặc váy. Nhưng mà cái nhược điểm là người quá to. Nếu mặc váy thì nên mặc cái kiểu mà xếp ly. Tôi cũng không dành thời trang lắm, nhưng mà chắc là thấy nó mặc cái váy xếp ly thì thấy nó dễ chịu. Ý kiến của bà là bà vẫn là giữ cái thiết kế này. Bây giờ mình sẽ không thể nào mà mình làm trên vải được liền. Mình sẽ làm thử qua giấy. Đo phần eo sẽ đo như thế nào? Con không biết đo. Không biết đo luôn. Nhà máy của chú. Rồi đo tới đâu? Đo tới qua đầu gối. Cái này đúng không? Là bao nhiêu vậy? 53. 53. Đó, rồi. Đúng không? Chú hy vọng là cái váy nó sẽ đẹp. Trước giờ con có may đồ cho búp bê chưa? Chưa. Chưa? Trước con thích chơi trò chơi gì? Lego cho búp bê hả? Không. Chị này gì hém. Đoàn may tự may một cái váy cho mẹ. Đừng kéo chú. Đứng lên. Con đứng lên kéo chú đi. Vậy hả? Phải không? Con may thăm mẹ con dám mặc không? Không dám mặc. Vậy là sao? Thế con có nghĩ là mình cần đi tìm người trợ giúp không? Có. Có hả? Bạn ngoại ơi, cho con đi cầu với chú. Đi xem bây giờ rồi về. Đi làm được không? Con có làm được không? Chắc không? Chắc. Rồi. Vô
vào đây, mua vải đi. Dạ con may cho mẹ một chiếc váy mà màu cỡ. Màu nhã nhã một chút. À. Đây được không? Rất là màu đen. Đây hả? Mấy cái màu đỏ ném lại không? Hay là, đây? Đó, màu, được không? Rồi, vậy cái này. Được. Rồi, cắt thứ 8 luôn. Rồi, cầm cô đi. Đây, ta hãy vô đây. Chỗ người ta thường hay may nhất. Con, ước mơ của con là muốn may một chiếc váy để tặng mẹ. À, con may tặng mẹ hả? Con có ý tưởng gì chưa? Dạ rồi. À, vậy hả? Như thế này hả? Ừ. Mà bỏ cái nơ. Bỏ nơ. À, bỏ nơ, muốn gấp ly hả? Dạ. À, cái này là cái đầm của mẹ con á hả? Vậy là cô sẽ hỗ trợ con ha. Giúp con cho con đạt được ước mơ ha. Dạ. Rồi. Mình chưa có đường đó, lát mình lên like ha. Dạ. 40. Có lưng thì mình phải cắt keo nha. Cắt keo mặt lên mới đẹp nha. Nè, mặt lên nó mới ôm, nó mới đẹp. Rồi, để cô qua cô dắt sổ nha. Ừ. À, cái phần này là phần bắt sổ. Sử dụng bắt sổ bằng máy. Ừ. Cho nên là con chưa có sử dụng máy được. Ừ, thì những cái gì mà nó thuộc về cái hàng may tay, dùng kim chỉ này nọ đó thì con nhờ cô giúp nha. Nhờ cô chỉ con cách may nha. Con coi coi là chỉ màu nào hợp may với cái váy của mẹ con coi coi. À, đó, coi có được không ha. Được. Mình bấm đầy cái nữa rồi ha. Sợ kia mi cô chỉ con lượt cái này. Được chưa? Lượt dài qua bên đây luôn. Ừ, nó bẻ xuống như này. Ừ, con lần cái này sai rồi nè. Con lần cái đường may này nó vô trong đây là mới đúng nha. Về chắc mẹ con mặc đẹp á. Nè, đây. Nè. Về kêu mẹ ơi, con may xong cái váy rồi. Mẹ mặc cho con vui nha. Mẹ mặc coi cái váy con làm coi có đẹp không nha. Dạ, con cảm ơn cô vì giúp con may cả mẹ chiếc váy. Sau này lớn lên nhớ ghé cô may đồ nha. Rồi, bây giờ chúng ta tạm biệt cô nha. Để về nhà nè. Rồi, tạm biệt con. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ. Công việc của con đó là con ở nhà. Con làm thêm những cái chi tiết cuối cùng của cái váy. Chú sẽ hẹn con qua một hai ngày khác để mà khi con hoàn thành xong thì bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình có kế hoạch để mình tặng cho mẹ. Chào con. Chào chú. Rồi, thế hôm nay con đã sẵn sàng để con tặng quà cho mẹ chưa? Dạ rồi. Con làm xong món quà con chưa? Dạ rồi. Rồi đúng không? Dạ. Nhanh luôn. Chào chị ạ. Rồi. Mẹ ơi, nhắm mắt lại. Ôi trời, nhắm mắt nữa. Không được tí hí nha. Dạ. Mẹ sờ thử đi. À, cái chân váy ở dưới đúng không? Theo chị đoán là đó là màu gì ạ? À? Chị nói với bé là mẹ chỉ có thích hợp với màu sậm sậm thôi. À, sậm sậm. À, không biết bé nó chọn màu gì. Thế thì bây giờ chị mở mắt ra vào thử xem ạ. Mở ra nha. À, chân váy nè. Sao? Con thấy được không? Dạ được. Wow. Con thấy như thế nào? Con thấy sao? Đẹp. Tác phẩm của mình đẹp không? Dạ đẹp. Nói chung thì bé thì nó thuộc dạng tình cảm, đó là hay để ý, nên là chị cũng rất là mừng khi ngày hôm nay nhận được cái món quà của con. Dạ. Rất là vui. Thứ nhất là bé nó thực hiện cái ước mơ
Nói chung là em nó cũng hy vọng từ lâu lắm rồi đó, nhưng mà chị không có điều kiện thực sự là như vậy, chị cũng đi làm suốt. Rồi hôm nay nó tạo ra được cái sản phẩm mà mẹ có thể mặc được thì quá hạnh phúc rồi. Cảm ơn hiệp sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày hôm nay và chúc mừng Huyền Linh, bởi vì em đã rất giỏi, rất cố gắng để có thể may thật tốt, thật đẹp chiếc váy này. Và chị tin rằng mẹ của Huyền Linh cũng đã vô cùng cảm động khi nhận được một món quà từ cô con gái dễ thương của mình, đúng không nào? Mặc dù trong lòng của cha mẹ thì luôn luôn nghĩ rằng con của mình lúc nào cũng nhỏ bé, cũng vụng về, và đặc biệt nghĩ rằng Huyền Linh là một cô bé rất là tồ, rất là ngây ngô, đúng như những gì mẹ bạn ấy miêu tả, đúng không nào? Nhưng ngày hôm nay Huyền Linh đã chứng tỏ rằng dù còn bé nhưng em ấy đã có những cái sự nỗ lực, sự kiên trì, và quan trọng hơn hết đó là tình yêu thương dành cho mẹ mình. Và chị Mai Phương hy vọng rằng sau ngày hôm nay thì giữa mẹ và Huyền Linh sẽ càng ngày càng hiểu nhau hơn, mẹ sẽ càng tin tưởng con gái của mình hơn nữa nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào 19:30 thứ năm và chủ nhật tuần sau. Rồi, cảm ơn con gái đó. Con có cảm ơn chú chưa? Cảm ơn chú. Không cần cảm ơn chú. 18 giờ thứ bảy tuần này, xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.